Xin chào mọi người, hiện tại là đang đi tham quan nhà hàng tại Hà Nội. Đây là một trong những nhà hàng có không gian và cảnh quan là rất là đẹp, rộng rãi. Kia là các khu vực nhà hàng, nơi để phục vụ ăn uống. Đây là khu uống nước, đây là hồ. Đây là nhà hàng gì anh nhỉ? Tên cái gì? Quốc Phương Trại. Quốc Phương Trại, đúng rồi. Rộng đẹp.